Thưa quý vị, sau một thập kỷ hoạt động kém hiệu quả, thì giờ đây du lịch là lại đang trở thành ngành mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế của Úc. Quốc gia này hiện đang đẩy mạnh các chương trình quảng bá để thu hút du khách nước ngoài. Trong đó, đối tượng chính mà Úc đang nhắm đến hiện nay là các du khách giàu có từ Trung Quốc. Trong cái lạnh cắt da của ngày hôm qua, bốn người chơi đã leo lên cây cầu Harbour cao 131 m nổi tiếng của thủ đô Sydney, Úc, chỉ để chơi mạt trượt. Sự kiện này nằm trong kế hoạch quảng bá một tour du lịch mới tại chính cây cầu này trong năm nay của Úc, và đối tượng được nhắm đến ở đây chính là các du khách từ Trung Quốc. Trong vòng 10 năm qua, đã có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc đến Úc. Đây là một động thái rất tốt khi Úc tổ chức sự kiện như thế này. Nhờ vào làn sóng khách du lịch giàu có từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, ngành du lịch ở Úc đã hỗ trợ rất nhiều cho nền kinh tế của quốc gia này. Chúng tôi đã ghi nhận một sự tăng trưởng tuyệt vời từ du khách Trung Quốc. Từ năm ngoái, lượng khách tham quan cây cầu này đã tăng lên 30-35%. Con số này sẽ không ngừng tăng lên trong vòng 5 năm tới. Trong một thập kỷ qua, lượng du khách Trung Quốc đến đây đã tăng gấp 3 lần. Lượng khách du lịch ngắn ngày từ Trung Quốc chỉ đứng sau New Zealand và Anh. Theo cơ quan dự báo du lịch quốc gia Úc, Trung Quốc vẫn sẽ là nhân tố chính thúc đẩy ngành du lịch nước này. Dự báo tăng trưởng cho ngành này trong năm tài chính 2013 sẽ đạt mức 15,9% và 10,4% cho năm sau. Dữ liệu mới nhất từ Cục Thống kê Úc cho thấy tính đến cuối tháng 6 năm 2012, số lượng du khách nước ngoài đến đây đạt 6 triệu người, tăng 1,3% so với năm tài chính trước đó. Trong năm tài chính 2012, du lịch đã đóng góp trực tiếp 5,3% vào GDP quốc gia, tương đương 41 tỷ đô la Mỹ, vượt qua con số 4,9% tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa của Úc, một con số đáng khích lệ cho ngành du lịch nước này.